Phải nói thật rằng là iPad cũ thì luôn đem đến những luồng ý kiến khác nhau. Một bên là những người nói rằng là iPad cũ 4-5 năm rồi nhưng vẫn còn quá đắt. Còn một bên thì là những người dùng mà cảm thấy hài lòng với số tiền mình bỏ ra. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu iPad Gen 6 để xem là ý kiến nào đúng nhé. Mình là Quỳnh và đây là Green Bay Channel. Phải nói rằng là đây là một chiếc iPad gây tranh cãi khá nhiều bởi vì đến bây giờ thì mức giá của nó vẫn còn quá cao. Đầu năm 2018 khi mà nó ra mắt thì mức giá của nó là gần 9 triệu. Tuy nhiên bây giờ là cuối năm 2022 rồi nhưng mà mức giá của nó vẫn đang là gần 6 triệu rưỡi cho phiên bản 99%. Giữ giá quá khủng khiếp nhưng mà cũng không phải là không có lý do mà khiến cho nó giữ giá đến như vậy. Lý do đầu tiên khiến mà nó có thể giữ giá đến như vậy chắc chắn là về hiệu năng rồi. iPad Gen 6 sử dụng con chip là A10 Fusion, là con chip mà sử dụng trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Thì con chip này trên iPhone 7 thì nổi tiếng là nóng rồi. Vậy thì trên iPad nó có nóng không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên thì nó sẽ có một nhiệt độ tốt hơn và mát hơn so với lại iPhone 7. Và nhiều người thì cũng sẽ bảo là iPhone 7 bây giờ hiệu năng cũng không phải là còn mạnh mẽ nữa. Nên là bây giờ mua chiếc iPad mà có cùng hiệu năng như thế về thì dùng chả lẽ dùng 1-2 năm rồi lại vứt bỏ đi hay sao? Thì không hề nha. iPad có vòng đời dài hơn iPhone được đến vài năm, cùng với hệ điều hành iPad OS hỗ trợ quá tốt nên là chiếc máy này vẫn hoàn toàn ngon lành cho mọi người trong vài năm tới. Chơi game nặng trên chiếc máy này bây giờ không phải là lựa chọn hợp lý nữa rồi. Tuy nhiên là nếu mà chơi các tựa game cơ bản như là Liên Quân, PUBG hay là Tốc Chiến thì em máy này vẫn hoàn toàn ngon lành. Và với tầm giá của em này thì bây giờ nhu cầu sử dụng chính của nó là lướt mạng xã hội này hay là đọc báo, xem video thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng cho mọi người trong từ 4 đến 5 năm tới. Mà không những thế thì iPad lại còn có điểm mạnh so với lại iPhone là nó đa nhiệm tốt hơn, vừa lướt Facebook vừa check công việc vẫn hoàn toàn là ngon lành. Nhắc đến hiệu năng thì chắc chắn là phải nhắc đến pin rồi. Và đây cũng là vấn đề mà được nhiều người quan tâm. iPad Gen 6 sở hữu một viên pin gần 9000 mAh. Nó sẽ sử dụng được trong khoảng là từ 8 đến 9 tiếng, một mức dùng có thể coi là thoải mái trong một ngày làm việc. Tuy nhiên thì sạc của em này chỉ là sạc 12W nên là sạc sẽ hơi lâu. Mọi người sẽ phải sạc trong khoảng là từ 4 đến 5 tiếng gì đó thì nó mới đầy. Hiệu năng thì ổn định nhá, pin thì ngon, không có gì để bán nữa rồi. Vậy thì màn hình của nó thì sao? Màn hình của chiếc iPad này có kích thước là 9.7 inch với độ phân giải là Full HD và tấm nền của nó chỉ là tấm nền LCD. Với cái tấm nền LCD này thì mình nghĩ là nó sẽ là một điểm làm cho mọi người phân vân với chiếc màn hình này, bởi vì hầu hết các thiết bị bây giờ thì đều là tấm nền OLED hết rồi. Tuy nhiên thì trải nghiệm thực tế của mình với chiếc màn hình này thì mình đánh giá là đây vẫn là một chiếc màn với cái chất lượng hiển thị của nó vẫn ở mức ổn. Điểm trừ lớn nhất của chiếc màn hình này đó là nó có một dải đen chạy quanh viền màn hình, nó sẽ đem lại cảm giác khó chịu cho mọi người khi mà mọi người sử dụng. Nói qua về phần màn hình là như thế, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua những điểm yếu của chiếc iPad này. Đó chính là về thiết kế và camera. Về thiết kế của chiếc iPad Gen 6 này thì nó vẫn có một thiết kế bo tròn này. Phần đằng trước thì sẽ có nút Home, cộng với đó là Touch ID. Nó sẽ không có Face ID nhé. Cùng với đó là khung viền này, quá dày. Tổng quan lại về thiết kế của chiếc iPad Gen 6 này thì mình thấy là nó có một thiết kế khá là lỗi thời rồi, không có điểm gì đặc biệt hay là nổi trội cả. Đó là về thiết kế. Còn chuyển qua phần camera của chiếc iPad Gen 6 này thì khá là tệ khi mà camera sau của nó chỉ là 8 megapixel. Camera trước thậm chí còn tệ hơn nữa khi mà nó chỉ là 1.2 megapixel thôi. Với lại hai cái camera này thì nó sẽ phù hợp cho mọi người trong việc là học online hay là chụp ảnh tài liệu thôi, có nghĩa là nó chỉ mang tính chất là chống cháy thôi. Còn nếu mà để sử dụng hàng ngày thì cái camera này nó không phù hợp, nó thực sự quá tệ và không đủ cho mọi người sử dụng đâu. Tổng kết lại thì chiếc iPad Gen 6 này với hiệu năng ổn định, pin cực tốt, màn hình ở mức là khá ổn thì nó sẽ phù hợp với những đối tượng nào? Thì nó sẽ phù hợp với lại những bạn học sinh sinh viên này cần phải học online này, hay là chúng ta mua về cho bố mẹ để ở nhà xem YouTube hay là đọc báo thì nó cũng khá là hợp lý. Tuy nhiên thì với mức giá là 6.490.000 thì mình thấy là nó thực sự không đáng mua lắm. Nếu mà với mức giá như thế này thì mọi người có thể là bù thêm 1 triệu, mọi người có thể có được chiếc iPad Gen 9 với mức giá là 7.490.000, nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Mọi người nghĩ sao về chiếc iPad này? Để lại ý kiến ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.